Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Sống Khỏe Sống Đẹp, chương trình do công ty tổ chức sự kiện Việt thực hiện với sự tài trợ của công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn đến cách trị nám da tàn nhang hiệu quả hoàn toàn từ tự nhiên. Thưa quý vị, có thể liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí. Số điện thoại rất là quen thuộc 1900 1259 hoặc là 0439 960 886 quý vị nhé. Có thể nói là đến tuổi 25 bắt đầu da đã lão hóa rồi, và đến tuổi 30 thì cái sự lão hóa đó, cái sự mà suy giảm nội tiết tố đó nó diễn ra rất là rõ rệt. Các vùng da xung quanh chúng ta bị nám, còn bị nhăn, còn thấy bị sạm và những cái tàn nhang bắt đầu nổi lên, thưa quý vị. Và đặc biệt là trong một cái xu hướng toàn cầu hiện nay thì cái ảnh hưởng môi trường rất là lớn, nào là bụi khói bụi nè, ảnh hưởng về nước nè, rồi tia cực tím vân vân, nói chung là rất là nhiều thứ, và đôi khi nó gây ảnh hưởng chất lượng cuộc sống của ta, nó giảm bởi vì cái sự tự tin của người phụ nữ nó bớt đi, quý vị. Nhiều khi mình nói trời ơi nó xấu quá mà không dám ra đường, mình không dám giao tiếp với ai nữa. Đó chính là vấn đề mà người phụ nữ và nói chung người phụ nam cũng rất là quan tâm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng giao lưu với bác sĩ Lê Phương Mai, bác sĩ chuyên khoa 2 bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào anh Quyền Linh và xin kính chào quý khán giả đang xem chương trình Sống Khỏe Sống Đẹp. Chào bác sĩ Mai, cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với phóng sự của chương trình Sống Khỏe Sống Đẹp. Lão hóa vẫn là vấn đề khó tránh khỏi đối với tất cả mọi người, nhất là từ sau khi bước qua tuổi 30. Chị Trần Thu Hoa hiện đang sinh sống tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, bị tàn nhang từ nhỏ. Sau khi sinh con, chị lại thêm nhiều vết nám ở hai má. Dù đã điều trị ở spa, nhưng tình trạng nám da tàn nhang của chị Hoa chỉ giảm một thời gian, sau đó lại bị nặng hơn, da trở nên nhạy cảm hay bị mẩn đỏ, mụn nhọt hơn. Tôi bị tàn nhang bẩm sinh, sau khi sinh con xong, các vết nám thì bắt đầu xuất hiện. Tôi cảm thấy rất là lo lắng và mặc cảm khi tiếp xúc với mọi người xung quanh. Được tư vấn, tôi đến spa điều trị. Ban đầu, các vết nám và tàn nhang có dấu hiệu thuyên giảm. Tuy nhiên, sau một thời gian điều trị, thì các vết nám và tàn nhang bắt đầu xuất hiện trở lại và có xu hướng lan rộng ra và sẫm màu hơn. Lúc bấy giờ, tôi mới hiểu ra rằng là điều trị nám bằng laser và thẩm mỹ thì chỉ tác động bên ngoài và như thế là chưa đủ. Hơn nữa, do làn da bị bào mỏng đi, gây nên các tác nhân bên ngoài ảnh hưởng như ánh nắng hay là môi trường hay là hóa chất tác động xấu, cho nên da tôi hiện giờ không chỉ bị nám tàn nhang mà còn làn da rất là mỏng và nhạy cảm hơn rất là nhiều. Và cứ đặc biệt là khi mùa hè đến, cứ mỗi lần da tiết dầu thì lại bị nổi mụn, và điều này khiến tôi rất là lo lắng và bất an. Tàn nhang nám da là kẻ thù số 1 của vẻ đẹp phụ nữ. Việc làn da xuất hiện các vết nám tàn nhang không những ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn là một trong những nguyên nhân dẫn đến ung thư da. Bệnh thường khó điều trị dứt điểm hoặc để lại nhiều hậu quả nặng nề nếu điều trị không đúng cách. Vì vậy, việc điều trị sớm, đúng cách và dứt điểm nám da, tàn nhang là nhu cầu thiết yếu của các chị em. Trong phóng sự thì chúng ta thấy xuất hiện rất là nhiều vấn đề. Hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn vấn đề đó nha. Trước tiên chúng ta sẽ gặp gỡ chị Thu Hoa đến từ quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời ạ. Xin chào bạn Thu Hoa. Dạ, xin chào MC Quyền Linh, xin chào bác sĩ ạ. Xin chào em. Thưa bác sĩ, ở trong phóng sự thì chúng ta cũng hiểu được những cái nỗi lo của những người phụ nữ giống như bạn Thu Hoa ở đây. Đó là sạm da hay là ở khu vực phía Bắc ta gọi là nám da. Chúng ta hiểu điều đó như thế nào và những điều đó nó có khác nhau hay nó giống nhau ạ? Thì sạm da đó là gì? Đó là cái tình trạng mà tăng cái sắc tố melanin. Và cái sắc tố melanin á, thì nó tạo nên cái màu sắc của da. Và cái tàn nhang cũng vậy. Cái tàn nhang đó là cái tình trạng cũng là tăng sắc tố da ở vùng mặt, là do tăng cái tích tụ melanin ở cái lớp biểu bì. Cái về bản chất đó là đều là cái tình trạng tăng sắc tố da, nhưng mà khác nhau ở cái chỗ là tàn nhang á, thì nó hình thành khi trong cái giai đoạn bẩm sinh nhiều hơn, và nó có mang cái yếu tố di truyền nhiều hơn. Ở những người mà thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng thì dễ bị tàn nhang, và thường gặp ở những người da sáng và tóc hung. Còn đối với lại sạm da nó có, hay là nám da đó, nó có một cái khác á, là thường gặp ở những người phụ nữ sau 25 tuổi và yếu tố là thường là nó mắc phải nhiều hơn. Với bạn Thu Hoa thì hình như là những cái tàn nhang hình như là đó là bẩm sinh đúng không bác sĩ? Dạ. Vậy thì cái vết nám, vết sạm đó sau khi sinh đó nó có ảnh hưởng đến vấn đề cuộc sống của mình như thế nào không? Thưa MC Quyền Linh, thưa bác sĩ, từ hồi bé thì là em đã bị tàn nhang từ ở những vùng xung quanh mắt, mặt và cổ. Ban đầu thì chỉ là những đốm nhỏ
li ti nhạt màu thôi. Tuy nhiên á, sau thời gian thì đặc biệt là sau khi dậy thì là các đốm đó thì là lan rộng ra, to hơn và sậm màu hơn. Và đến khi mà em sinh con xong, không biết lý do vì sao thì là có xuất hiện thêm hai vết nám lớn ở hai bên má. Tưởng chừng như là hai vết nám này sẽ mất đi, nhưng mà không những không mất đi mà nó còn sậm màu hơn. Sống với tàn nhang hay là nám da thì là rất là khổ sở. Và em thì rất là tự ti khi tiếp giao tiếp với mọi người xung quanh. Lúc trước thì đã có đi đến spa để được tư vấn, soi da và điều trị. Thời gian đầu thì điều trị thì là có thấy các vết nám và tàn nhang thì đã thuyên giảm. Nhưng mà sau một thời gian điều trị thì các vết nám và tàn nhang trở lại. Và da thì là nhạy cảm rất là nhiều. Chính vì điều này mà em rất là lo lắng và chán nản. Và nhiều khi á, muốn buông xuôi việc chữa trị. Nhưng mà vì tính chất công việc của em cho nên thì là em vẫn mong muốn là được tư vấn và được thăm khám và để có thể là điều trị dứt điểm. Trời ơi, dạ. Có vấn đề tàn nhang nào mà nám dao xíu mà muốn bu xuôi vậy? Làm gì mà tự ti, phải lạc quan lên chứ. Dạ. Vẫn xinh đẹp mà. À, thưa bác sĩ Lê Phương Mai, cái vấn đề mà tàn nhang của bạn thì cũng như nám da này thì nguyên nhân nó phát sinh từ đâu ạ? Thì như đã phân tích ở trên á, cái vấn đề mà tăng sắc tố da vùng mặt hay là cái tàn nhang hay là cái sạm da này là do cái sự tăng tích tụ melanin. Và đối với tàn nhang á, thì là cái yếu tố nó di truyền, nó bẩm sinh từ trước rồi, từ hồi bé rồi thì mình không nói. Và thường á, là nó xuất hiện trong cái giai đoạn mà hồi nhỏ hoặc là trong cái giai đoạn mà tuổi dậy thì. Còn đối với cái sạm da thì thường á, là cái nguyên nhân của nó là do mắc phải. Và cái yếu tố mà mình thường gặp nhất đó là cái sự thay đổi nội tiết. Thì chẳng hạn như phụ nữ nè, mang thai nè, phụ nữ hoặc là sau khi sanh xong, hoặc là những cái giai đoạn mà tiền mãn kinh hoặc là rối loạn nội tiết, thì chính những cái yếu tố mà khi mà nó suy giảm cái lượng estrogen, nó làm cho làn da khô, nhăn, chảy xệ và cái làn da nó lão hóa sớm hơn, và lúc đó nó mới xuất hiện cái đốm nâu cũng như là những cái tàn nhang. Cái yếu tố thứ hai nữa mà mình phải kể đến mà dễ gây cái tình trạng mà sạm da, đó là cái tình trạng lão hóa da. Và lão hóa da này nó xuất hiện khi nào? Khi mà cái sự tích tụ cái gốc tự do nó nhiều quá. Và gốc tự do thì trong cái quá trình bình thường chuyển hóa của cái cơ thể mình, và cái gốc tự do nó liên tục nó được tạo ra. Và nếu cái sự tích tụ này nó càng nhiều thì cái lão hóa da càng nhanh. Và khi lão hóa da như vậy thì da sao khô nè, nhăn nè, chảy xệ nè, trùng xuống, lỗ chân lông thì to ra, và sạm da, đồi mồi, tàn nhang nó tới với mình, mà không những là trên mặt nữa mà còn tay chân, và làm cho người bệnh rất là lo lắng, hoặc là mình cảm thấy là không có tự tin khi mà giao tiếp. Cái yếu tố thứ ba nữa là cái yếu tố môi trường. Khi mà ánh nắng mặt trời tiếp xúc vô nè, hoặc là khi sử dụng mỹ phẩm không đúng cách, hoặc là ô nhiễm môi trường, bụi bặm, đó là những cái yếu tố mà làm cho cái tình trạng lão hóa da nó càng nhiều hơn nữa. Và cái yếu tố mà cái ánh nắng mặt trời là cái yếu tố là phải nói là kẻ thù số 1 của làn da. Khi cái ánh nắng mặt trời nó chiếu vô thì về cái nguyên tắc á, cái da mình nó sẽ có cơ chế là nó tự bảo vệ mà nó sản xuất ra cái melanin. Và chính cái melanin này nó tích tụ ngày càng nhiều và nó làm cho cái tình trạng sạm da ngày càng nặng hơn. Thưa bác sĩ, thì khi mà em đi spa thì là có được tư vấn là dùng liệu pháp, phương pháp đốt laser để xóa tàn nhang và xóa nám trên da mặt. Liệu thì em có nên dùng phương pháp này không thưa bác sĩ ạ? Nếu như mà em có điều kiện và em thấy là tôi cần làm cái phương pháp nào cho nó nhanh thì có thể mình sử dụng laser để mà mình điều trị. Tuy nhiên thì cái phương pháp này thứ nhất là về mặt chi phí là nó tốn kém. Còn về mặt hiệu quả thì nó cũng có hiệu quả. Tuy nhiên thì không phải là điều trị một lần là hết. Đối với laser điều trị nám thì có thể mình phải điều trị nhiều lần. Ít nhất là 5-6 lần cho đến 10 lần thì cái điều trị nám nó mới hiệu quả. Và sau khi điều trị bằng laser xong thì cái điều quan trọng nhất là tránh nắng và phải bảo vệ da một cách là nghiêm ngặt như ánh nắng mặt trời. Thì đầu tiên là sao? Em phải bảo vệ bằng cách là che chắn như ánh nắng mặt trời. Đi nắng thì em phải che kỹ, sử dụng kem chống nắng. Thậm chí hiện tại bây giờ nữa là có cái viên uống chống nắng thì em có thể sử dụng thêm cái đó để bảo vệ da cho hữu hiệu. Ngoài ra thì sao? Vấn đề là em phải cái da của mình nó đang lên cái vấn đề da non mà nó yếu, nó còn mỏng manh, nó nhạy cảm. Mình phải sử dụng thêm một số cái sản phẩm để mà chẳng hạn như là chống oxy hóa, glutathione rồi nó giúp cho cái tình trạng là cái da của mình nó hồi phục nhanh hơn nữa. Và dù cho em là thí dụ như em sử dụng laser hay phương pháp gì thì cái quan trọng nhất là mình phải tìm đến cái gốc, cái nguyên nhân để mà mình điều trị. Chẳng hạn như do nội tiết đi, thì đối với những người phụ nữ mà suy giảm cái lượng estrogen thì mình phải bổ sung cái lượng estrogen. Và theo tôi là nên sử dụng những cái estrogen từ thiên nhiên,
thì nó vẫn tốt hơn là những cái estrogen tổng hợp, nó có một số cái tác dụng phụ. Ngoài ra thì chống lão hóa thì vấn đề sao? Khi mà cái gốc tự do nó tích tụ nhiều quá thì mình nên sử dụng những cái sản phẩm mà nó có tác dụng chống oxy hóa mạnh. Và cái việc mà tích tụ melanin, mình có thể ngăn chặn cái việc tổng hợp melanin bằng cách là sử dụng một số cái sản phẩm ức chế cái việc tổng hợp melanin đó, thì nó làm cho cái sạm da của mình không hình thành nên cái vết sạm mới, và cũng nên đi là mờ đi những cái vết sạm cũ trên da. Và chống ánh nắng mặt trời, chống tia cực tím là một trong những cái yếu tố quan trọng. Chế độ ăn uống, sinh hoạt hàng ngày và những cái chế độ như là không nên thức khuya và chăm sóc da một cách đều đặn, đó là một cái những trong những cái yếu tố mà có thể là giúp cho em đạt được cái hiệu quả tối ưu. Thay vì bỏ ra một khoản tiền rất lớn mà hiệu quả chưa hẳn đã được như mong muốn, hiện nay thì nhiều chị em có xu hướng tìm đến cách trị và phòng ngừa nám da, tàn nhang bằng phương pháp tự nhiên. Bác sĩ đánh giá thế nào về xu hướng này? Vai trò của các chất làm trắng tự nhiên, các chất chống oxy hóa, các vitamin, các khoáng chất có tác dụng giảm nám, tàn nhang cũng như là tác động tích cực đến tuổi trẻ, sức khỏe của người phụ nữ được không bác sĩ? Khi mà mình bị nám sâu á, hay là nám hỗn hợp, nám lâu năm á, thì nếu có điều kiện thì mình phải điều trị bằng laser. Còn trong những cái trường hợp mà mình nám mới và cái nám này nó điều trị nó dễ dàng hoặc là nám nông thì lúc đó có thể không cần sử dụng laser. Và dù cho có điều trị bằng phương pháp nào thì cái vấn đề là can thiệp vào nguyên nhân cũng rất là quan trọng. Đầu tiên là đối với những cái người mà thiếu hụt estrogen, phụ nữ thiếu hụt estrogen thì chúng ta nên bổ sung estrogen tự nhiên, có trong đó là estrogen 100. Và cái thứ nhì nữa là sử dụng những cái chất mà chống oxy hóa, mục đích là giảm đi cái những cái gốc tự do và giảm đi cái sự lão hóa da. Và cái thứ ba nữa là mình có thể sử dụng một số cái chất mà ngăn cản cái sự ức chế cái sự tổng hợp melanin, và chính cái sự những cái chất này chẳng hạn như arbutin rồi vân vân, và những cái chất này nó sẽ giúp cản đi cái sự hình thành cái sắc tố mới và nó làm giảm đi cái sạm nám. Và cái cuối cùng nữa là mình sử dụng một số chất để mà chống lại với tia cực tím, hoặc là sử dụng một số cái biện pháp chống tia cực tím hữu hiệu. Ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị đến với tình huống của chương trình. Kiều Xuân hân hạnh tài trợ chương trình này. Cùng với thời gian, sự suy giảm nội tiết estrogen và quá trình lão hóa luôn là kẻ thù của phụ nữ. Thực phẩm chức năng Kiều Xuân chứa estrogen 100 giúp bổ sung tiền nội tiết tối nữ, kết hợp với các chất chống oxy hóa từ tự nhiên giúp chị em phụ nữ chống lão hóa và làm chậm quá trình tảm dục nữ, hỗ trợ làm trắng da, giảm vết nám da, sạm da, tàn nhang. Kiều Xuân giúp phụ nữ trẻ đẹp hơn, khỏe mạnh hơn và hấp dẫn hơn. Sản phẩm không phải là thuốc, không dùng thay thế thuốc chữa bệnh. Viêm nhiễm phụ khoa là bệnh thường gặp ở phụ nữ, trong đó phổ biến là viêm lộ tuyến cổ tử cung và viêm phần phụ, gây khó chịu, mất tự tin cho chị em. Thực phẩm chức năng viên nén Nữ Vương Niu là sự kết hợp giữa Ibum Gamma và các thảo dược thiên nhiên, giúp tăng cường khả năng chống viêm và giúp làm lành các tổn thương, giúp giảm các biến chứng của viêm nhiễm phụ khoa. Nữ Vương Niu hỗ trợ điều trị chứng viêm nhiễm phụ khoa, viêm lộ tuyến cổ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Sao trễ? Anh! Ủa? Em, tới rồi hả? Chị chờ em lâu quá, chị chạy đi công việc có chút xíu gì vậy liền? Trời ơi, sorry anh nha, kẹt xe quá trời. Nãy em vừa định đi hả, bà khách bà gọi điện, nói 15 phút luôn. Em tưởng nói chốt hàng, ai về cũng chốt được gì hết. Chán rồi, dễ sợ. Chị cũng tính gặp em để nói chuyện á, rồi giờ chị đi rồi mà... Ủa? Dạ. Giờ này em khỏe không vậy? Sao thấy mặt mày không có được rối rối như cái thời chưa có chồng vậy cưng? Bộ dạo này chồng em mệt dữ lắm hả? Không, hả? Trời ơi anh này, dạo này em quải lắm. Từ lúc sinh xong tới giờ anh thấy không, bận rộn con cái rồi công việc đùm đề hết thời gian đâu mà chăm chút cho bản thân nữa. Anh biết, nhưng mà biết sao không? Cái da mặt em dạo này anh thấy, anh xin lỗi đàn ông mà nói chuyện giống đàn bà quá, nhưng mà thì gì nè, hồi xưa anh nhớ em là quá khôi mà. Anh mà ở gần shop anh nhìn em anh còn chết mê chết mệt nữa, mà dạo này thấy em xài phấn hơi dày ha cưng ha. Anh nói làm em đau lòng quá à. Thì tại vì mặt em nè, bị nám tàn nhang nè, anh thấy hôn quá trời luôn. Anh ngại anh không dám nói. Trời em biết mà. Em là em sợ nhất trên đời luôn là hai cái bệnh nám tàn nhang này nè. Mà không ngờ sinh xong em lại bị chứ mới chết. Thì thường là phụ nữ vậy, sinh con xong là cái mặt hay dễ bị nám lắm. Nhưng mà em đừng có lo. Trời ơi, vợ anh đó, chị nói phụ nữ bây giờ sướng lắm. Đây nè, mệt mỏi ha, có xì ba nè,
phải không? Muốn cho da dẻ trẻ đẹp cũng xì ba nè, thậm chí bây giờ cũng có cần mà dao kéo gì tới thẩm mỹ viện. Em muốn trở thành cô bé 17, 18 tuổi ta cũng làm được mà. Không phải anh ơi, em đi khám bác sĩ rồi. Sao? Bác sĩ nói á, nguyên nhân nám da của em là do thiếu hụt nội tiết tố. Bây giờ mà muốn hết á, thì mình phải chữa trị từ cái nội tiết tố gì đó. Vậy hả? Ừ. Dạ, sao tự nhiên em nói làm anh hoang mang quá vậy? Biết sao không? Vợ anh cũng lớn tuổi rồi, cũng lớn hơn em mà. Không biết vợ anh có bị thiếu hụt cái gì nội tiết tố gì em nói không á. Rồi lỡ có thiếu thì làm sao mà để chữa trị hả em? Em bận rộn quá cũng đâu có tìm hiểu tới nữa chốn đâu. Dạ. Thưa bác sĩ, những biểu hiện nào cho thấy rằng thiếu hụt cái nội tiết tố và đặc biệt nó sẽ ảnh hưởng đến thế nào với cái làn da của người phụ nữ? Khi mà chúng ta bước qua cái độ tuổi mà trung niên, có nghĩa là từ ba mấy đến 40 tuổi, thì bắt đầu lượng nội tiết tố sẽ bị thiếu hụt đi. Và khi đó thì có thể là có những cái tình trạng như là rối loạn kinh nguyệt nè, vã mồ hôi nè, bốc hỏa. Còn đối với làn da thì sao? Da chúng ta sẽ trở nên khô và lão hóa sớm, da sẽ lỏng lẻo đi và nó cái mô liên kết đàn hồi nó bị giảm đi và bắt đầu xuất hiện những cái đốm nâu, tàn nhang, sạm da. Tóc thì cũng vậy, khô và rụng tóc. Đó là một trong những biểu hiện mà thiếu hụt nội tiết tố mà chị em chúng ta cần phải lưu ý. Vậy thì khi mà thiếu hụt cái nội tiết tố, chúng ta có thể bổ sung estrogen. Và estrogen nó có trong những cái sản phẩm như thế nào? Thường thì nếu mà bằng phương pháp mà tự nhiên đi, bằng phương pháp thực phẩm thông thường, thì mình có thể uống sữa đậu nành. Chẳng hạn như đó là một cái phytoestrogen tự nhiên. Ngoài ra thì có thể là bổ sung thêm các sản phẩm estrogen từ thiên nhiên. Thì estrogen từ thiên nhiên thì nó tác dụng nó cũng hiệu quả và nó ít cái tác dụng phụ hơn cái estrogen tổng hợp. Thì estrogen thì tốt hơn hết, khi mà mình sử dụng cái sản phẩm đó thì mình phải coi là cái hiệu quả nè, cái độ an toàn nè, nó đã được chứng minh chưa và nó có được nghiên cứu rõ ràng hay không, và sản phẩm này đã được sử dụng trên lâm sàng mà không có cái những cái phản hồi gì xấu hay không, và sản phẩm này sẽ được chứng nhận từ Bộ Y tế. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tình huống của chương trình. Em tới rồi hả? Trời đất ơi, anh hỏi giờ nãy giờ luôn nè. Anh nghe mấy chị nói dạo này da mặt em đẹp lắm không? Trời đất ơi, đâu cần phải nói bên anh. Em không rợ bị đòn. Bên đây da mặt em bệnh thiệt, còn có bí quyết gì không? À, biết rồi, chắc là mới kiếm được cái xì ba nào phải không? Phải không? Đi chăm sóc da mặt mới đẹp vậy phải không? Trời đất ơi, em chỉ giùm anh đi, để anh về anh dắt vợ anh đi. Em biết sao không? Vợ anh dạo này làm như cũng xuống cấp vậy lắm rồi. Cho bà đi mà bà làm cái mặt bà lại cho bà đẹp rạng người không tì vết như em phải không? Rồi mỗi tối cái anh gặp bà cái hai vợ chồng mới đi uống cà phê được. Anh này hả? Làm gì có. Hả? Em có bí quyết riêng đó. Bí quyết hả? Ừ. Bí quyết gì thì kể anh nghe cho coi. Nè, bật mí cho anh đó nha. Có sản phẩm mới nè hả? Ừ. À, em nói bí quyết là cái này đây sao? Ừ. Để anh coi thử nha. Đấy đây nè. Có ghi thành phần nè. Estrogen 100 nè. Gamma Originol nè, Glutathione nè, rồi có chất gì? Cucuma với collagen nữa. Ý, rồi bên này là cái gì đây? Hả? Cái này là thoa đó. À, tinh chất hoa hồng á hả? Ồ, rồi cái này sao cưng? Cái này là uống cái này thoa. Nè, anh biết không, mình á phải sử dụng cả bộ vậy nè, trong uống ngoài thoa thì nó mới tác dụng lên nhiều được. À, mình phải phối hợp với nhau. Ừ, mình phải phối hợp nhịp nhàng, anh thấy không? Bởi vậy em mới được cái mặt tiền giống vậy nè. Được quá, vậy là anh phải xách về anh đưa cho vợ anh liền mới được chứ. Im một khoan nè, em cho anh hỏi lần cuối nha. Sao anh? Những cái tinh chất trong này nè, nó sẽ tác dụng vô cái người sử dụng như thế nào? Với lại ai có thể sử dụng được những cái loại này? Chúng ta vừa đến với tình huống của chương trình, thì trong tình huống đó các nhân vật có nhắc đến những cái dưỡng chất ở trong đó, thì bác sĩ có thể giải thích cụ thể hơn và nó sẽ giúp ích gì cho làn da phụ nữ cũng như là hồi phục cái sự giảm cái nội tiết tố trong cơ thể. Cái viên uống Kiều Xuân thì nó có chứa cái estrogen chiết xuất từ thảo dược. Và ngoài ra thì nó có một số cái tiền nội tiết tố. Thì cái tiền nội tiết tố đó là DHEA hoặc là cái pregnenolone. Thì cái mục đích của cái tiền nội tiết tố đó là nó kích thích việc sản sinh một số cái nội tiết tố hoặc là một số cái estrogen từ tự nhiên. Nó có cái tác dụng là đối với những phụ nữ mà khi mà giảm cái lượng estrogen thì
trước 40 tuổi thì khi bổ sung cái đó nó giúp cho cái làn da của mình nó căng mịn hơn và nó giúp về mặt sinh lý nữ nó cũng cải thiện hơn. Còn đối với những người trong cái tuổi tiền mãn kinh mà bắt đầu có những cái dấu hiệu bốc hỏa rồi thì nó sẽ giảm đi những cái triệu chứng của tiền mãn kinh. Cái tinh chất Kiều Xuân á, khi mà mình bôi á, thì nó có chứa một số cái thành phần chẳng hạn như là arbutin, coenzyme Q10, vitamin C, vitamin E. Đó chính là những cái chất mà nó giúp cho trắng da và nó ngừa được cái lão hóa da. Chúng ta có thể sử dụng luôn Kiều Xuân với lại Woman Sure hay không? Kết hợp hai cái sản phẩm này nó sẽ tạo ra cái hiệu quả như thế nào? Woman Sure thì cái thành phần nó là chủ yếu là các chất chống oxy hóa, điển hình như là L-glutathione nè hoặc là alpha lipoic acid, là những cái thành phần chống oxy hóa mạnh. Ngoài ra thì có thể kết hợp với một số chất có tác dụng chống nắng, chống oxy hóa nữa. Thì chính cái những cái thành phần như vậy thì mục đích của nó là gì? Vừa điều trị được sạm da, nám da khi mà mình kết hợp với nhau, và khi mà cái trong Woman Sure nó có tác dụng chống oxy hóa, có tác dụng ngừa lão hóa và ngăn ngừa những cái tác dụng của cái ánh nắng tiêu cực tím, và khi mà sử dụng kết hợp như vậy thì nó tăng cái hiệu quả điều trị. Khi nãy thì bác sĩ Phương Mai có nhắc đến cái tinh chất serum, vậy thì chúng ta dùng cái tinh chất serum này thế nào cho nó có hiệu quả? Đối với cái tinh chất serum á, thì chúng ta nên rửa mặt sạch nè, và rửa những cái vùng da mà chúng ta cần chăm sóc cho thật sạch, và chúng thoa cái tinh chất này vào 2 lần, vào buổi sáng và buổi tối. Và khi thoa, về cái nguyên tắc á, là chúng ta nên thoa cái tinh chất trước rồi mới sử dụng các sản phẩm dưỡng da đêm hoặc là dưỡng da ngày sau đó. Và chúng ta không nên kết hợp hai cái cùng một lúc thì nó sẽ làm giảm đi cái hiệu quả và tác dụng. Và cái tinh chất này thoa vào buổi tối là nó tác dụng tốt nhất, và sau khi đã rửa mặt sạch, mục đích là nó trong cái bữa tối thì cái làn da của mình nó sẽ tái tạo nhiều hơn so với lại ban ngày. Và khi sử dụng cái tinh chất này thì để hiệu quả hơn thì mình nên kết hợp với lại một số cái biện pháp như là tránh nắng kỹ nè, chế độ ăn uống sinh hoạt và không có thức khuya nhiều, ăn nhiều rau xanh, trái cây, và một chế độ chăm sóc dưỡng da cũng phải thích hợp nữa để cho cái làn da chúng ta khỏe mạnh thì nó mới có hiệu quả. Xin hỏi bác sĩ, như tình trạng của em thì là khi em dùng các sản phẩm như là sản phẩm Kiều Xuân và Woman Sure thì có cải thiện được không ạ? Và cần lưu ý những gì? Và khi em dùng các sản phẩm này, em đi ra nắng và có bị bắt nắng hay không? Và khi em ngưng sử dụng thì có bị lạ hay không ạ? Đối với lại tinh chất Kiều Xuân á, thì là nó chiết xuất từ thiên nhiên, cho nên là nó có thể là có hiệu quả trong cái vấn đề điều trị sạm, nám cũng như tàn nhang của em, và nó tương đối là nó an toàn khi mà mình sử dụng, cho nên là em có thể sử dụng được khi mà điều trị. Cái thành phần mà của Woman Sure là nó có chứa những cái chất chống oxy hóa và nó giúp cho mình là chống được cái sự lão hóa do tia cực tím và ánh nắng mặt trời, và chính vì vậy thì nó sẽ không bị ảnh hưởng gì khi mà em đi nắng. Ngoài cái sự tư vấn của bác sĩ Lê Phương Mai từ nãy giờ thì bác sĩ còn có chia sẻ thêm gì làm sao để làn da phụ nữ càng ngày càng căng tràn sức sống, làm sao để nó có thể đẹp mà nó không bị tàn nhang hoặc là không bị nám da? Đúng là để mà giữ gìn một cái làn da đẹp là một cả một cái quá trình. Và khi mà đã có làn da đẹp rồi, không có bị sạm nám rồi, thì chúng ta phải làm sao cho sạm nám nó không có quay trở lại nữa. Thì cái vấn đề đầu tiên là bảo vệ da dưới ánh nắng mặt trời. Bởi vì ánh nắng mặt trời là kẻ thù số 1 của da, và làn da mà đã sạm nám nó rất nhạy cảm với ánh nắng mặt trời. Chúng ta phải sử dụng kem chống nắng giống như là một cái vaccine hữu hiệu để cho nó ngừa cái sự tái phát lại của nám. Và khi đi nắng thì ngoài việc che chắn kỹ nè, chúng ta phải biết cách thoa kem chống nắng sao cho đúng, và thí dụ như chúng ta khi thoa thì sẽ thoa như thế nào, và thoa lặp lại sau khi sử dụng thì bao nhiêu tiếng mình phải thoa lặp lại thì cái hiệu quả của kem chống nắng nó mới có. Và khi mà bảo vệ da ngoài cái vấn đề bôi thì mình có thể uống để mà bảo vệ cái da dưới ánh nắng mặt trời. Và vấn đề thứ nhì nữa là một cái chế độ ăn uống, phải ăn uống một cái chế độ như là nó giàu vitamin, khoáng chất để cho cái làn da nó khỏe. Bởi vì làn da không phải là bên ngoài không, mà nó được nuôi dưỡng từ bên trong nữa. Cho nên là chúng ta phải chăm sóc da không phải là bên ngoài mà bằng một cái chế độ ăn uống nữa. Rồi cái việc chăm sóc da nữa, dưỡng ẩm da nè, giữ cho da sạch nè. Việc dưỡng ẩm da là nó mục đích là sao? Nó giúp cho cái làn da của mình nó khỏe và nó bảo vệ da dưới cái ánh nắng mặt trời. Và nó là một cái cơ chế đề kháng tự nhiên và nó giúp cho cái việc mà cái vết nám của mình nó cũng sẽ mờ đi nhiều hơn. Và chế độ chăm sóc da của mình là nên lập kế hoạch chăm sóc hàng ngày, hàng tuần nữa. Và khi mà mình chăm sóc da như vậy, nếu mà mình thấy là phát hiện ra một cái đốm sạm da đi, nám da, thì tốt hơn hết là nên quay lại cái cơ sở y tế uy tín hoặc là đối với bác sĩ da liễu để người ta có một cái phác đồ hoặc một cái chế độ điều trị thích hợp cho mình. Sao yên tâm chưa?
thì chăm sóc làn da cho nó không có nám, không có sạm ha. Rồi tàn nhang cũng có cách giải quyết rồi. À, cảm ơn bác sĩ Lê Phương Mai rất là nhiều. Chúc cho bạn sẽ không có nám da, sạm da nữa nha. Chúc cho những cô gái, những người phụ nữ sẽ có làn da đẹp hơn, căng tràn sức sống với sự tư vấn của bác sĩ Lê Phương Mai. À, cảm ơn quý vị và các bạn qua theo dõi. Woman Sure hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Cùng với thời gian, sự suy giảm nội tiết estrogen và quá trình lão hóa luôn là kẻ thù của phụ nữ. Thực phẩm chức năng Kiều Xuân chứa estrogen 100 giúp bổ sung tiền nội tiết tố nữ, kết hợp với các chất chống oxy hóa từ tự nhiên, giúp chị em phụ nữ chống lão hóa và làm chậm quá trình tảo dục nữ, hỗ trợ làm trắng da, giảm vết nám da, sạm da, tàn nhang. Kiều Xuân giúp phụ nữ trẻ đẹp hơn, khỏe mạnh hơn và hấp dẫn hơn. Sản phẩm không phải là thuốc, không dùng thay thế thuốc chữa bệnh. Viêm nhiễm phụ khoa là bệnh thường gặp ở phụ nữ, trong đó phổ biến là viêm lộ tuyến cổ tử cung và viêm vần phụ, gây khó chịu, mất tự tin cho chị em. Thực phẩm chức năng viên nén Nữ Vương Niêu là sự kết hợp giữa Ibum Gamma và các thảo dược thiên nhiên, giúp tăng cường khả năng chống viêm và giúp làm lành các tổn thương, giúp giảm các biến chứng của viêm nhiễm phụ khoa. Nữ Vương Niêu hỗ trợ điều trị chứng viêm nhiễm phụ khoa, viêm lộ tuyến cổ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Sau đây sẽ là câu hỏi dành cho quý vị khán giả. Câu hỏi của chương trình tuần này như sau: nguyên nhân nào gây nám, sạm, tàn nhang trên da và làm nặng hơn tình trạng này? A. Do thiếu hụt nội tiết tố nữ. B. Do tác động từ môi trường bên ngoài, ánh nắng, khói bụi vân vân. C. Do lão hóa và di truyền. D. Cả ba đáp án trên. Các bạn hãy nhanh tay soạn tin theo cú pháp SK gạch dưới đúng hoặc sai và gửi tới số hotline của chương trình 01236229229. Sẽ có một phần quà trị giá 300.000 đồng từ công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia dành cho vị khán giả trả lời đúng và nhanh nhất câu hỏi của chương trình. Xin chúc mừng chủ nhân của số điện thoại 01684467XX đã gửi câu trả lời đúng và nhanh nhất câu hỏi của chương trình tuần trước. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số điện thoại hotline 01236229229 để nhận được những phần quà hấp dẫn. Thưa quý vị, câu chuyện ngày hôm nay cũng đã khép lại. Quý vị có thể liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 1900 1259 hoặc là 0439 960 886 để được tư vấn miễn phí nha quý vị. Cảm ơn công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia, đặc biệt là nhãn hàng Woman Sure và Kiều Xuân đã tài trợ chương trình. Còn bây giờ thì bác sĩ Lê Phương Mai, bạn Như Hoa và Quỳ Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sau khi nghe tư vấn của bác sĩ, chị Hoa đã rất chú ý đến việc bổ sung chăm sóc da từ bên trong lẫn bên ngoài bằng các sản phẩm có nguồn gốc từ tự nhiên, vừa an toàn vừa hiệu quả với làn da. Với các thành phần chính là các chất estrogen 100, gamma oregano, glutathione, DHEA, rhinolone acetate, collagen, cao củ sắn dây và curcumin có tác dụng bổ sung tiền nội tiết tố nữ và các chất dưỡng da giúp hỗ trợ điều trị nám da, vết sạm, tàn nhang, hỗ trợ làm trắng da, giữ độ ẩm cho da, làm căng da, giảm các nếp nhăn trên da, chống lão hóa, làm chậm quá trình mãn dục nữ. Sản phẩm dạng serum được chiết xuất từ Idavera, tinh chất hồng arbutin, coenzyme Q10, vitamin C, E, dùng các chất chống oxy hóa mạnh, giúp dưỡng da trắng sáng và mịn màng, làm mờ vết nám, sạm, tàn nhang, các đốm nâu trên da, ngăn ngừa lão hóa và giảm nếp nhăn trên da. Viên uống chứa các thành phần glutathione, alpha lipoic acid cùng 7 loại chiết xuất thảo dược chống oxy hóa mạnh như cây kế sữa, rễ cam thảo, trà xanh, liễu đỏ, hạt nho đỏ, các vitamin A, C, E, B3 và các khoáng chất mang lại các tác dụng giúp dưỡng da trắng sáng, mịn màng và khỏe mạnh hơn, giúp chống lão hóa và bảo vệ da khỏi các tác hại của ánh nắng mặt trời như tia tử ngoại, tia UV, ô nhiễm môi trường và các hóa chất độc hại, giúp giảm và ngăn ngừa các vấn đề về lão hóa da. Bộ ba sản phẩm này chính là chìa khóa vàng, hoàn toàn từ tự nhiên, không chỉ giúp phụ nữ xua tan nám tàn nhang trên da hiệu quả mà còn giúp họ nuôi dưỡng làn da trắng hồng, khỏe mạnh và luôn tươi trẻ. Sau hơn 3 tháng sử dụng viên uống Kiều Xuân kết hợp với tinh chất Kiều Xuân và viên uống trắng da Woman Sure, tôi cảm thấy các vết nám và tàn nhang đã bắt đầu mờ đi. Không chỉ vậy mà da tôi có sắc thái đều màu, nhuận sắc và trẻ trung, khỏe mạnh hơn. Vì vậy khiến tôi rất là tự tin khi mà giao tiếp với mọi người.